trái. Đâu thôi. Đâu. Chỗ nào? Bà con, bây giờ thì mình thấy rằng có một cái lực lượng cổ động viên nhanh. Các bé học sinh rất nhiệt tình chạy theo để mà hướng dẫn cho Văn Thanh tìm đến sân thể thao. Bây giờ mọi người mới thấy rằng cái sức lực của một cầu thủ nó đóng góp cái phần quan trọng như thế nào trong cái chương trình này. Phải là một người tập luyện thể thao hàng ngày hàng giờ, tập luyện thường xuyên mới có đủ sức bền, sức khỏe. Việt Nam cố lên! Việt Nam cố lên! Việt Nam cố lên! Trời ơi, bây giờ tôi chạy còn hơn vận động viên nữa trời. Người chơi giữ bóng đi zigzag qua các cột ở phía trước, sau đó sút bóng vào năm bánh xe phía trước. Bắt đầu. Cưng, gán lên phần ơi. Từ nhắm nha cưng. Yeah, sắp vô rồi. Mọi người ơi, cổ vũ cho Văn Thanh mọi người ơi. Giỏi lắm con, chạy lên la là cố lên. Rồi, bình tĩnh nha cưng. Bình tĩnh giống như hồi nãy. Gia Thành cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên Thành ơi. Cố lên. Chắc Thành ơi. Cố lên Thành ơi. Dạng hủ tiếu Thành ơi. Cố lên. Thành ơi cố lên dạng hủ tiếu Thành ơi. Thưa quý vị,
khó lắm quý vị ơi, đá mà xuyên qua được cái bánh xe đó không phải dễ đâu. Rồi, bấm xác nhận. Số tiền của chúng ta là 16.498.211 đồng. Chúng ta sẽ đón người hùng của chúng ta quay trở lại, Văn Thanh. Hay quá em ơi, cảm ơn Thanh rất nhiều. Bây giờ Thanh có thể vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách cuối cùng nha. Một tràng vỗ tay nữa dành cho Văn Thanh.